Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của mình là Tôn MG và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái app để chôn người khác rất là thú vị và mình nghĩ nó là một cái app hay nhất trên iOS luôn đến bây giờ nhé mà mình biết. Thì cái app này làm được cái gì và sẽ chôn họ như thế nào thì các bạn hãy cùng mình theo dõi một clip mình đi chôn người ta ở đường phố nhé. Đi nào. Run. Run. Chào cái nào. Ok, thì bây giờ làm như nào để có thể làm được như mình ở trên clip thì đây. Các bạn sẽ phải tải cái app này. Đó, cái app đen mình để góc dưới này. Thì mình sẽ để link cái app ở phần mô tả cho bạn nào muốn tải nhá. Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái app này cực kỳ là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ vào app này. Đầu tiên là cái app sẽ bắt chúng ta chấp thuận là cho phép truy cập camera, micro hay gì đó thì các bạn ấn chấp nhận hết nhá. Rồi. Bây giờ thì diễn như nào? Thì các bạn xem qua clip mình biểu diễn rồi nó khá đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc cầm máy đi và nhờ một ai đó chụp hộ mình một cái bức ảnh. Thì khi khán giả cầm cái máy điện thoại của mình chụp ấy như này. Ấn ở bên dưới nhá. Đó, thì nó sẽ có một cái bức ảnh. Và khán giả nghĩ là khán giả đang chụp mình nhưng mà thực sự là nó sẽ chụp cả cam sau lẫn cam trước như này. Thôi thì sau khi nhờ khán giả chụp xong ấy thì chúng ta sẽ vào chính album ảnh của máy luôn. Đó. Thì nó sẽ hiện hai bức ảnh, một là bức ảnh khán giả chụp và bức ảnh thứ hai là nó sẽ chụp ngược lại cam. Đó. Thế đơn giản như thế thôi. Ở đây có một cái lưu ý nữa đó chính là đây. Chúng ta sẽ vào app này. Khi chúng ta chụp một cái bức ảnh nhá thì máy nó sẽ đứng lại như này, bức ảnh này. Chúng ta làm sao mất bức ảnh, chúng ta chỉ việc kéo xuống như ban nãy mình kéo. Đây này, chụp này. Nó chỉ việc kéo nó xuống này. Còn sao giữ vào bức ảnh này. Đó thì lập tức nó sẽ về camera để chúng ta chụp tiếp bức ảnh tiếp theo. Đó. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà ở đây thì sẽ có một cái lưu ý nhỏ cho cái app, đó chính là nếu mình nhớ không nhầm thì cái app này nó giá 22.000 ở trên App Store thì phải, nghĩa là bạn phải mất một cái phí nhỏ nhỏ để có thể tải cái app này chứ nó không free nhá. Nhưng mà theo mình thì các bạn có thể nhờ ai đó có tài khoản Visa thứ để mua app này, giá nó khá là rẻ. Các bạn nên ủng hộ những cái người sản xuất cái app này, mình rất ủng hộ. Mình chắc chắn là mình sẽ tự mua cái app này. Và nhưng mà nếu một số bạn không có Visa hay không có đủ điều kiện hay gì đấy, không mua được cái app này chẳng hạn, thì các bạn có thể inbox vào Facebook cho mình. Thì tài khoản của mình đã từng tải cái app này rồi và mình sẽ bán lại cho các bạn một cái giá nó rẻ chẳng hạn. Đó. Và đấy là dành cho những ai mà không có tài khoản Visa hay là không thể mua được cái app này nhá. Nhưng mà mình thật sự khuyên các bạn là nên ủng hộ và mua cho người sản xuất là cái app này. Đó. Như thế thôi. Rồi nếu anh em thấy clip này hay và hữu ích thì nhớ like, share bạn bè và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip hướng dẫn ảo thuật mới nhất của mình nhá. Và ở đây thì mình còn rất là nhiều app chôn trong máy. Và nếu anh em thấy cái nội dung về làm chôn chiếc này và là về làm cái app này nó hay ấy, thì anh em có thể comment bên dưới để mình tiếp tục làm những cái kiểu mà mình sẽ review qua hoặc là hướng dẫn qua về một số app ảo thuật hay là app chôn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.